Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivo. Mình là Yến đây. Và nếu các bạn đang tìm kiếm một kênh YouTube để xem về du lịch, văn hóa, ẩm thực thì các bạn tìm đến đúng kênh rồi đấy. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái hành trình mà mình đã đi qua, những cái kinh nghiệm du lịch của mình. Và đây, hiện tại thì mình đang có mặt tại... Wow, siêu rộng và siêu đẹp luôn. Đây là Thảo Nguyên ở Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Và hôm nay thì mình đồng hành cùng với ba người bạn. Lát nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Bây giờ thì chúng mình hãy cùng đi khám phá Hữu Lũng, Lạng Sơn, let's go! Không, trời hôm nay siêu đẹp luôn, nắng nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Thời tiết này thì quá là hợp lý để đi chơi rồi phải không nhở? Và giờ thì mình đang ngồi chờ một vài người bạn ở mình thế. Đó, mọi người đang xếp đồ và bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị đi nha. Bây giờ là gần 1 giờ chiều và theo dự tính của mình thì sẽ đến Hữu Lũng Lạng Sơn vào khoảng gần 4 giờ. Và bọn mình đang di chuyển ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe. Xin giới thiệu với các bạn homestay mà bọn mình ở. Homestay có tên là Sơn Thủy, ở ngay trên đường để đi đến Hữu Liên, Hữu Lũng. Chúng tớ đã rất háo hức và chúng tớ chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này. Nhưng chuyến đi thì được sắp đặt bởi anh CEO Hiếu của chúng ta. Và chúng tớ chỉ yên tâm và xách đồ và lên đường thôi. Các bạn biết gì không? Bây giờ thì chúng tớ đang ngồi đây ăn ngô này. Ăn ngô này. Ngồi này. Và ngồi đàn cùng lũ trẻ các bạn ạ. Trời bên ngoài thì đang mưa. Đấy. Tuyệt vời. Cảnh chỉ đẹp trong mắt người si tình. Trên phim đàn em mơ lại ngày tháng năm màu, em mơ lại nỗi nhớ ngày đầu, em quên một câu nói. Thêm chút buồn, ly đèn dường như cháu dù lại. Bên cung đàn đã hóa thơ dài, tranh bên một mình giữa đời. Nhìn về những ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em hỡi. Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi. Em tiếc nuối thêm làm chi, câu mãi những giọt buồn trên mi. Một ngày đời quên
sắp xếp đồ về thì bây giờ chúng tôi sẽ về. Xung quanh là tối đen mịt mù các bạn ạ. Và không biết là đường đi lối về như nào. Đi cẩn thận anh nhá. Tomorrow. Wow. Hello, bây giờ bọn mình đã đến Hữu Lũng. Và các bạn biết gì không? Nó là một khung cảnh cực kỳ là đẹp luôn. Wow. Xung quanh mình là rất nhiều cây. Mình không biết cây gì nhưng mà lá kiểu màu xanh non ý. Xanh mơn mởn. Trời ơi. Xong xung quanh chim chóc hót líu lo líu lo líu lo. Wow. Phê thật sự. Wow. Ở đây cắm trại thì thích lắm luôn. Hôm qua bọn mình định cắm trại rồi đấy. Nhưng mà kiểu trời mưa này. Và nói chung là cũng sợ. Không có một cái âm thanh gì tối qua luôn các bạn ạ. Rén lắm, thế là bọn mình phải đi về. Đó, con đường. Ôi, và cuối con đường kia đó là dế mèn các bạn ạ. Check lại mấy cái thẻ nhớ mà nó đang có vấn đề này. Đấy, người mang nhiều đồ nhất và bây giờ hì hục xem là kiểm tra thiết bị các bạn ạ. Anh có gì muốn nói với các bạn khi mà anh đến đây? Kiểu mai gu ấy. Đấy. Kiểu của anh kiểu chưa nói nên lời. Bây giờ mình sẽ phải một lát nữa mình sẽ đi vào trong kia, sau đó là bay flycam lên, xong rồi chắc phải về nhà để bản thân nó có lý trí hơn thì mới trình bày rõ ràng cho mọi người được. Nhưng mà đây cực phẩm của, chắc là đây là cực phẩm Lạng Sơn rồi đấy. Mình anh chưa đi Lạng Sơn nhiều ấy. Nhưng mà anh nghĩ đây là một trong những cực phẩm ở Lạng Sơn. Phê thật sự luôn. Đây, và ba người bạn của mình đang bay flycam các bạn ạ. Chúng ta sẽ ra tìm hiểu một chút về họ. Giới thiệu với các bạn, đây là trưởng thôn dự bị của Hữu Liên. Giàng A Hiếu. Giàng A Hiếu. Chào các bạn, mình là Hiếu. Biệt danh của mình là Hiếu đẹp trai. Và mình cũng thế thế. Hết ạ. Hello, mình là Dế Mèn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Lạng Sơn. Một trong những địa điểm đối với mình là cực phẩm của Lạng Sơn, Hữu Liên, Hữu Lũng. Và mọi người tiếp theo. Hello, xin chào mọi người, mình là người trẻ trải nghiệm. Mình chuyên thực hiện cái thử thách chính xác ở trên YouTube. Mọi người nhớ đăng ký kênh Người Trẻ Trải Nghiệm để nhận được nhiều video mới nhất. Đoạn này sẽ bị cắt, đoạn này sẽ không được lên video. Tôi sẽ không cho lên. Các bạn có thể thấy thì nếu mà vào mùa nước ý, thì nước sẽ lên đây. Và mình nghe mọi người kể thì nước ở đây trong lắm, kiểu trong xanh luôn ý. Thế này thì chắc là đến bao giờ mùa nước thì mình sẽ quay lại đây. Nhìn này, siêu đẹp luôn. Đến đây thì cảm giác thật sự là bình yên. Nhưng mà đi đến đây cẩn thận nhé, tại vì nhiều cỏ nên là khá là trơn các bạn ạ. Con chào bà. Bà vừa đi đâu về à? Bà vừa đi đâu về à? Bà có cái gì to thế? Ơ, thế bình thường ở đây có đông khách không bà? Đấy ạ, dạ. Vâng, vâng. Nhưng mà họ đến đây họ không nhặt rác lên luôn à? Không. Dạ. Yeah. Dạ. Em chào chị, chào chú. Dạ.
cháu vừa mới trên xuống hả? Dạ vâng ạ. Hôm qua bọn cháu đến đây lúc đấy hơi tối rồi, cũng muộn rồi. Đây có chị nướng thịt ạ? Bình thường cuối tuần chị có bán đồ ăn gì đấy không ạ? Có cưỡi ngựa được chị? Ngựa cưỡi sẵn đây rồi. Nhưng cầu có ngay. Đã có rồi ấy đấy còn như thế này cái là cứ dở đi dở lại. Dạ vâng. Mình có đặt tên cho con ngựa không ạ? Thế à? Từng con có một tên riêng ạ? À? À. Úi, hai con ngựa. Ui. Cái con ngựa chạy trước thì tên là Trúc các bạn ạ. Đấy. Hiện tại thì mình đang phải cầm một đống đồ như này và phải đi bộ các bạn ạ, vì đường nó quá là xấu. Đó, xấu kinh khủng luôn. Đây là máy của Á Tài. Con chào ba. Dạ. Đi tới ra còn rộng sao không bà? Không, đi qua ngay cái búi này đến rồi. Dạ vâng ạ, con cảm ơn. Đấy, đằng sau chiếc video của Dế Mèn Du Ký các bạn ạ. Có sự hỗ trợ của người trẻ trải nghiệm. Love is a maze. Đây lúc về còn được cả nhà ra chào tạm biệt đây. Đây các anh chị trong nhà. Nhà thật đông và vui, hôm nào như Tết các bạn ạ. Về anh ơi. Đấy, con được quà mang về cơ. Thật sự là nếu như mà quay ở đây không đẹp thì Nó nốt đi, mọi người đang chờ kìa. Thì làm sao? Nếu như hôm nay nếu như cái sản phẩm của mình ấy mà nó không đủ đẹp so với cái cảnh đây thì là mình là một người làm content thì có lỗi. Thế mình phải quay lại. Sẽ phải quay lại vào một hôm thời đẹp hơn. Không, nhưng mà hôm thứ bảy chủ nhật thì trời nắng kẹt thì lại không hay. Dạ hôm vừa rồi em xem ấy là hôm nay là bắt đầu nắng. Nó nắng. Thế là hôm thứ bảy chủ nhật không mưa. Còn hai đây lại mưa, còn trên này bọn này nó không mưa, cứ kiểu mưa. Bây giờ mình về là mai. Bye bye. Cô về đây. Cô về đây. Nhà cô về đây. Chào cô nha. Còn sẵn quần ghê đấy. Bye bye đấy. Ăn nó bay rồi. Cháu về đây ạ. Cháu chào cả nhà. Cháu nhá. Dạ vâng ạ. Và cảm ơn Dế Mèn Du Ký, cảm ơn người trẻ trải nghiệm đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này. Các bạn xem video nếu thích thì hãy nhớ subscribe kênh và nhớ để lại comment cho mình nhé. Và tiện đó thì có thể ghé qua kênh của Dế Mèn và người trẻ trải nghiệm nhá. Cảm ơn các bạn. Bye. Trong tập tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi bắt cá, hái rau rừng, làm bánh bí đỏ và thưởng thức một số món ăn địa phương nha.
nhớ là đừng bỏ lỡ đấy.